hay nước anh đây, anh cứu tự nhiên. À không, em nhớ rồi, đây là nhà của anh cho nên anh uống cũng nhiều rồi đúng không? Ờ, để em uống giùm cho anh ngán lắm rồi. Anh uống nữa không? Em lấy nước cho anh uống nữa nha. Thôi, em uống đi, em uống hết đi rồi nói chuyện. Hết rồi. Thôi, mình làm quen nhau đi. Làm quen hả? À đúng rồi, em tưởng tượng nha. À, nếu một ngày nào đó hai tụi mình cưới nhau thì anh sẽ mua những gì tặng cho em nè. Nó ra sao và lộng lẫy như thế nào anh ha? Anh chưa có tính tới nữa. Anh vô đây mua đi anh, em nói cho anh nghe nè. Huy Thanh Chu Ori, giá tốt mà uy tín nữa anh. Mua những cưới tại đây có dịch vụ nha, trả góp 0% lãi suất nữa đó. Anh thích cái nào, anh lựa đi. Anh thấy cái này đẹp nè. Ồ, đẹp đúng không anh? Em cũng thích lắm nè. Ý, anh thấy cái này đẹp hơn. Đúng rồi, đẹp chứ sao không đẹp anh. Vô cái ngón tay em mới là tay em nhìn thon hơn, là trắng hơn, sáng hơn, nhìn lộng lẫy hơn nữa. Anh thấy cái này đẹp nè. Sao tất cả cái này vẫn là hợp với em nhất, chỉ có nó mới hợp với em thôi. Ủa sao anh chỉ cái nào là em có cái đó vậy? Chứ sao nữa, em mua hết nguyên cửa hàng mà anh. Huy Thanh Jewelry này nha, có hệ thống trên toàn quốc luôn, muốn vô chỗ nào thì có chỗ đó. Ủa em mua hết vậy chắc nhiều tiền lắm á. Ủa em giàu vậy? Có nhiều đâu anh, tiền của anh mà. Em mua bằng thẻ của anh đó. Đây yên tâm, em còn có kêu anh nhân viên hả ghi nợ giùm anh nữa nè. Đó, sổ nợ đó anh. Hả? Cho chủ động thiệt. Em xài luôn thẻ của anh.